Các bạn thân mến, hôm nay tại chùa Kiên Tân thuộc huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang có tổ chức đại lễ Vu Lan rất là long trọng các bạn, và có một chương trình văn nghệ đặc sắc, nhưng do âm thanh quá ồn ào không nghe gì được, buộc lòng mình phải để nhạc nền vào cái chương trình văn nghệ, thật là đáng tiếc. Vậy thì các Phật tử cũng như các bạn bè gần xa thông cảm cho mình nha. Bây giờ mời mọi người xem chương trình văn nghệ nha. Cảm ơn mọi người.